dùng cho chất nha cha. Cứ dân miền đôi chia tập bèn, miền đôi chia phần lại phải em là nốn. Thơ ni thầy tái, hay ni ba thầy của má, cha ba thầy của má. Hay nâng sạch chút phần trăm, cha sạch chút phần trăm. Hay ni có ni chân tục chụp bạch chụp mũi nâng tập bèn á cha. Dân chụp bạch mũi tập bèn hay nâng sư đứng xóm miền đôi chia. Tập trây và hóc, mà sai sốc. Ấm bớ hay mình có xo chà. Hai vị thi phơi này nhóm nâng chùm riêng bằng to từ tiết chà. Hello everyone. Today I would like to show you all the traditional Cambodian Khmer soup. That's very nice and tasty. Okay, let's see what I'm gonna make it. Dương thử tập bèn dương, dương thử